ra vòng bụng của Tú thì thật sự là không còn một chút nhược điểm nào. Chị nghĩ là bây giờ mà nói là vòng bụng này là của một học sinh cấp 3 và chưa sinh nở thì chắc là ai cũng tin luôn, đúng không? Bây giờ thì em cảm thấy thật sự là em không thể phải nói như thế nào cả. Và sau ngày trước thì mà ngoài đường mình như là một cái bạn yến mà mình già, mình xấu, mình béo đến mức vậy. Và đến bây giờ thì cái khoảnh khắc này thì em cảm thấy là nó quá là vượt quá cái sức của em. Chẳng bao giờ mình nghĩ được là mình sẽ đạt. Bây giờ em dám tin không? Sau khi sinh xong em lại lên tận mười mấy cân như thế mà không giảm được, thì cho nên cảm giác cả một cái phần bụng của mình này, cả một cái tảng mỡ to này, mình cảm thấy rất là khó chịu chị ạ. Lượng mỡ thừa gần như em cảm thấy nó tiêu tán hết toàn bộ luôn. Và bụng mình sau khi ấy em không có cảm giác là bị loãng, bị lỏng hay bị chảy xệ ra gì cả, mà cảm thấy rất là săn chắc. Nó càng ngồi lại không? Em tự tin là rất là tự tin là mình béo, cho nên không bao giờ dám mặc quần áo bó. Em chỉ mặc quần áo rộng thôi, cho nên mọi người nhìn thì không cảm thấy là mình béo lắm. Bởi vì mặt em rất là gầy. Thế mà bây giờ sau khi một liệu trình giảm cân là em thay đổi toàn bộ quần áo luôn. Thế mọi người nhìn vào mới giật mình luôn, không nhận ra là em của bây giờ luôn. Chắc là vòng bụng có thể nói là siêu siêu bé luôn. Các bạn vừa đo eo thì chị là còn bao nhiêu? Còn 57. 57cm, như vậy là vòng bụng chị cải thiện giảm bao nhiêu cm rồi? Chị giảm được 23cm. 23cm, chị có thấy tự tin bây giờ? Rất là tự tin rồi. Bây giờ mặc quần áo xuống hết cả size rồi. Cô còn hết cả quần áo rồi. Cô còn hết size hết rồi. Bụng này tí đúng không? Sinh xong chị lại sinh bé liền nhau. Sinh bé thứ nhất xong thì chưa kịp là hồi lại dáng, thì đã có bé thứ hai rồi. Chị ơi chị thấy mà bây giờ cái vòng eo này không ai nghĩ chị là hai bé đâu ạ. Đúng thật là mặc áo crop top như thế này thì không ai nghĩ được ra là eo và mẹ hai con. Ngày trước chắc không bao giờ dám nghĩ là mình có thể mặc được những thứ váy như thế này. Bây giờ thì mình tự tin rồi. Không. Như ngày trước là mặc những cái áo mà cứ rộng tùng tùng mà ngồi đó. Trông già. Ngồi nó cứ một sổ bụng mà nhìn đó. Bụng thì to, xong rồi vai biết mùi biết nó nhìn nó trông mất vừa già. Nhiều người thì cứ bảo là chửa hả, bạn bè lâu không gặp cứ bảo chửa. Mà từ khi mà mình giảm cân xong mà nghĩa là từ mọi việc mình không thính ấy nữa, không thính ngại việc nữa. Mình giảm cân đi mình thì tự tin. Thì là ông chồng ông xã với cả yêu ơi. Đại tiệc giảm béo cuối năm, giảm mỡ thần tốc trong 7 ngày, ưu đãi 70%, mua một vùng tặng một vùng, tặng nâng cơ trẻ hóa da trị giá 108 triệu đồng. Giảm bao nhiêu cân tặng bấy nhiêu tiền, tăng liệu trình đào thải độc trị giá 60 triệu đồng. Tặng combo hồng nhũ hòa trẻ hóa vùng kín trị giá 45 triệu đồng. Tặng váy thời trang, váy dạ hội cao cấp. Chương trình áp dụng từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 24 tháng 1.